Xin chào tất cả mọi người trên trang Phan Thiết Phố. Và sáng nay Lê Hiếu xin mời mọi người đi một quán cà phê rất là đặc biệt tại thành phố biển Phan Thiết. Đó là quán Ocean Coffee ở khu phố biển Rạng Đông. Và khi mà mọi người đến với Ocean Coffee, mọi người sẽ cảm thấy là đó, giống như khung cảnh Lê Hiếu đang đứng nè, rất là đẹp, một cái khoảng sân rộng và có rất là nhiều hàng dừa nè, cộng với đó là khu vui chơi trẻ em và một cái view trực biển luôn. Đó là một cái view mà gọi là rất là rộng mở để nhìn về hướng chân trời á. Thì bây giờ xin mời mọi người hãy cùng theo chân Lê Hiếu để khám phá Ocean Coffee này nha. Khi mà mọi người đi đến thành phố biển Phan Thiết á, là mọi người sẽ thấy là đó là biển Đồ Dương ha. Về phía biển Đồ Dương á, khi mà quẹo trái á, thì sẽ thấy là quán cà phê Ocean Coffee này. Đây là một trong những hệ thống của Ocean, một cái khu resort nghỉ dưỡng cộng với cà phê kết hợp luôn. Và mọi người đến đây á, đập vào tầm mắt ngay đầu tiên đó là một cái khoảng xanh mát và rất là rộng luôn. Mọi người thấy không ạ? Lê Hiếu đang đi, đó chỉ là một cái con đường vào thôi đó. Nhưng mà bên hông đã có một cái khu vui chơi cho trẻ em như thế này rồi nè. Đây, đối với cái khu vui chơi này á, thì chủ yếu là mình sẽ ngồi trong một cái khoảng mát của những cái bóng dừa và mình cho con mình chơi nè, cùng với đó là mình thưởng thức cà phê. Và ở đây thì có rất là nhiều khu khác nữa. Mọi người hãy theo chân Lê Hiếu để vào phía bên trong. Phía bên trong thì càng rộng hơn nữa nha mọi người. Và mình sẽ thấy một cái view biển bát ngát bao la luôn. Đó là một cái nơi mà gọi là cực kỳ thú vị luôn. Và buổi chiều Lê Hiếu thường thường là sẽ ghé đến cà phê Ocean Coffee này. À, đây là cái cổng ha, để mình bước vào cái khu cà phê ở phía biển nha. Mọi người sẽ nhìn thấy cái kiểu nó gần giống như là cà phê quốc dân á, phải nói sao ta? Tại vì tất cả những cái từ cái người trẻ nè cho tới người lớn nè, cho tới trẻ em nè, người già nè, là ai đều vẫn thích cái không gian này hết. Ở đây thì bước vào là mình sẽ thấy ngay lập tức một cái không gian nè, mọi người thấy không? Đó, một cái chỗ check-in sống ảo cũng được, họ đứng chụp hình. Không thì nó gần giống như là một cái khu resort á. À, ở đây thì giới thiệu cho cái khu villa của Ocean nữa ạ. À, đây là cái khu dành cho những người thích chống nắng ha, không có thích về phía biển thì mình có thể vô vào phía bên trong nhà hàng để mình ngồi. Ở đây thì buổi trưa có phục vụ thêm cơm trưa văn phòng á, thì Lê Hiếu thấy một cái bảng ở đây nè. Đây, đó là cơm trưa văn phòng mà cơm niêu nha. À, thực đơn đa dạng các ngày trong tuần từ 11 giờ trưa cho tới 2 giờ chiều. Đó, các món ăn chỉ từ 20.000 đồng trở lên thôi. Và đây có số điện thoại để mình có thể liên hệ đặt trước. Với một cái không gian này ngồi uống cà phê thôi là đủ, là gọi là đủ thấy đã rồi. Huống hồ chi là mình ngồi ăn cơm mát mẻ giữa không khí biển nữa. À, có thể là mình đi đòn đông á, mình cũng có thể vào đây được. Tại cái không gian nó quá rộng đi, sức chứa của nó phải tầm tới cả ngàn người á mọi người. Hôm nay khi mà Lê Hiếu đến với Ocean Coffee á, thì vẫn là ngày thường thôi. Nhưng mà ở đây thì mọi người nhìn thấy nè, khách rất là đông luôn. Ở trong đó thì có cả khách du lịch và có cả khách địa phương nữa ạ. Tại vì đối với thành phố biển Phan Thiết á, thì nó không có nhiều cái gọi là cà phê mà nó có view biển nhiều á. Nó chỉ có một vài quán thôi. Và quán này là một trong những cái quán lớn nhất của thành phố Phan Thiết. Nó có thể dành cho khách du lịch đến cũng được nè. Người địa phương thì đến để tiếp khách, hoặc là bạn bè từ ở Sài Gòn hay là ở đất nước nào về đó vẫn ghé vào Ocean Coffee để cùng ngắm biển và cùng thưởng thức cà phê. Khi mà các bạn ra Ocean á, các bạn sẽ thấy nè, có một cái khu gọi là bãi cỏ thôi. Chỉ là bãi cỏ rất là rộng luôn để mà trẻ con có thể chạy nhảy được nè, hoặc là có để thêm những cái phụ kiện á, đạo cụ để cho mọi người chụp hình á, tạo thành một cái cảnh biển rất là xinh ha. Có nhiều anh chị sẽ đến đây để check-in nè, rồi để chụp hình với gia đình nè, hoặc là đi dạo mát thôi cũng được nữa. Tại cái khu cỏ này nó rộng lắm, chạy nhảy là thoải mái luôn á. Ở đây thì không phải chê về cái phần cảnh rồi. Tại vì cái biển ở đây á, nó dường như là nó ôm trọn luôn cả một cái đường biển á, nó dài tích luôn. Là mọi người sẽ nhìn thấy ở phía xa xa kia kìa, đó, đó là núi ha. Những cái núi đó là núi để giống như là ra mấy cái phần là Mũi Né đó. Là từ Phan Thiết thì đi ra Mũi Né nó cũng gần. Và nó cũng sát bên à, nếu mà nhìn gì thì thấy sát bên à, nhưng mà nếu mà đi trên cái đường riêng thì sẽ thấy nó xa hơn rất là nhiều. Ở phía đó là như là Lộng Hoàng cũng có nè. Thì Lê Hiếu đang ngồi trên xích đu nè, mà giờ này hơi nắng. Nhưng mà Lê Hiếu chịu khó ngồi để cho mọi người hình dung được cái cảnh ở đây á.
Bởi vì buổi chiều thì thường thường là Lê Hiếu hay ra đây phía này nè. Nếu mà đi vào buổi chiều thì cái khu này là gọi là cực kỳ đã và sảng khoái luôn á. Tại vì nó có những cái khu ngoài trời như thế này mà sát biển á, nó làm cho mình cảm thấy nó sướng lắm. Ra đây thì trẻ con rồi chạy nhảy rất là thoải mái, như chơi như mấy cái trò chơi vòng vòng đây cũng đã đủ gọi là đủ cảm thấy là quá đã rồi cho một cái chuyến đi du lịch của mình rồi. Đấy, giờ chơi chưa nắng mà Hiếu chơi luôn cho mọi người thấy luôn. Lê Hiếu đang ngồi ở cái nơi mà mọi người thường thường là check in sống ảo khi mà đến Ocean Cafe á. Và Lê Hiếu đang ngắm biển nè. Tại ngày hôm nay thì biển rất là trong xanh và rất là đẹp. Trời xanh ngắt và bầu trời á, những cái đám mây á, nó làm ra những cái hình ảnh rất là dễ thương ha. Thì khi mà đến đây thì tận hưởng đầu tiên đó là cảm giác thoáng mát và gió biển á, nó vào rất là nhiều. Và mình cảm thấy là lòng mình nó bao la ra hẳn á. Nếu mà vào buổi chiều đi ha, nếu mà Hiếu tin là vào buổi chiều khi mà mọi người đến đây, mọi người sẽ cảm nhận một cái không khí nó khác nữa, nó không có nắng quá và nó sẽ là một cái màu nhẹ nhàng bình an, và ở đó thì mọi người có thể vui chơi chạy nhảy trên cái sân cỏ rộng như thế này, và cộng với đó là một cái khu mà gọi là ngồi ngay ra biển luôn á, để mà vừa uống cà phê nè, vừa ngắm biển nè, vừa nhìn một cái khoảng không xanh mát như thế này thì chắc chắn là lòng mình cũng sẽ rất là bình an và rất là dễ chịu. Lê Hiếu đã chọn cho mình một cái nơi ngồi cũng rất là dễ thương nè. Ở đây thì có những cái lá dừa để tạo thành một cái chòi ha, một cái chòi nho nhỏ. Mọi người ngồi xung quanh cái chòi này nè để cùng ngắm biển á. Thì Lê Hiếu thấy rằng ở đây thì có nhiều gốc lắm để mà có thể nói hết về những cái gọi là những cái nơi chỗ nào để lựa chọn thì mọi người cứ tha hồ mà lựa chọn. Tại vì có nhiều nơi á, nhiều chỗ, ai thích bình yên, ai thích ở phía ngoài hoặc là ai thích vào trong hay là ai thích nắng gì đó vẫn có thể chọn cho mình một cái chỗ ngồi thật là đẹp cho mình. Cho chị ở đơn nước nha. Ngày trước á, khi mà Lê Hiếu sinh sống ở đây á, từ nhỏ thì Lê Hiếu thấy rằng cái khu này là một cái khu gọi là sân golf á, để cho những người giàu vào đánh golf thôi. Thời đó thì Lê Hiếu chỉ được đi ngang qua nhìn vào thôi chứ cũng không có được vào bao giờ hết. Thì cho tới khi là quán cà phê Ocean này mở ra thì Lê Hiếu mới được đi vào đây đó, là tận mắt được nhìn thấy cái biển mà nó đẹp như vậy nè. Và cái khu này mở ra cũng được khoảng mười mấy năm. Cho tới bây giờ thì Hiếu nghĩ chắc cũng khoảng 12, 13 năm gì đó. Đây menu của Ocean nè. Ở đây thì Lê Hiếu biết trước rồi, tại vì nó có nhiều món nước lắm, bán rất là đa dạng và giá cả cực kỳ bình dân luôn, tầm khoảng 20 mấy nghìn cho tới 40 mấy nghìn thôi. Ở đó thì buổi sáng thì thường thường là Lê Hiếu đi chung với gia đình á, cũng sẽ gọi những cái điểm tâm để ăn sáng. Ở đây bán luôn kèm với điểm tâm ăn sáng gồm có cháo nè, rồi bánh mì, rồi cơm chiên, phở, hủ tiếu, mì xào. Tất cả những món ở đây ăn đều cảm giác nó sẽ vừa miệng nha. Và nó mang một cái khuyên hướng, nó cũng hơi cái vị ngọt ngọt của Phan Thiết một tí, nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì sáng mà mình có một cái nơi và vừa ăn sáng vừa uống cà phê cũng sẽ rất là tiện cho mình không cần phải đi đâu xa cả. Cà phê, cacao, một mức giá rất là phù hợp luôn. Trà ở đây thì trà Lipton rồi cũng rất là ngon nè. Trái cây ép, trái cây tươi ép, cocktail, có cả mấy món cocktail nữa ta. Buổi chiều tối ha, mình ngồi đây nè, mình nhìn biển, mình ngắm uống cocktail cũng hay nha. Sinh tố, sữa chua, trà sữa, sữa tươi. Hình như nghe nói là ở đây có sữa chua Ocean cực kỳ ngon nè, mọi người thấy không? Lê Hiếu ra đây mấy lần rồi và ăn cái sữa chua này ngon lắm nè, 30.000 một hũ. Lê Hiếu sẽ gọi cho mình một cái sữa chua Ocean nha. Đây, Lê Hiếu đã gọi cho mình cái sữa chua Ocean ha. Tại vì ở đây thì mọi người khen rất là nhiều về sữa chua nè. Lê Hiếu gọi sẵn tiện là ăn thử cho mọi người luôn. Chua chua đã nha, mà nó béo, thơm. Cái mùi sữa chua mà nó lên men rồi đó, nó thơm, nó ngậy ngậy, độ chua hơi nhiều nha. Nhưng mà như vậy thì Lê Hiếu không thích. Ai mà không thích ăn chua lắm thì sẽ cảm thấy cái này hơi chua đó. Mịn lắm, sánh mịn luôn nè. Rất là mịn, không có một miếng nước nào hết. Sữa chua làm như vậy là thành công á. Giá của một ly sữa chua này là 30.000. Nhưng mà mọi người nhìn nè, hai người ha, đi uống tổng cộng hết là 60.000. Ở trong một cái khung cảnh như thế này,
để mà gọi là bước vào một cái nơi đẹp á, mà với một cái giá 60.000 dành cho hai người thì quá rẻ luôn á. Thì hồi nãy Lê Hiếu có gọi hỏi á, là Lê Hiếu chưa có ăn trưa ở đây mà mới có ăn sáng thôi, có nghĩa là ăn mấy cái món ăn sáng chỗ tại cái Ocean này thôi. Còn nếu như mà mọi người muốn ăn trưa á, thì mọi người có thể gọi luôn, có thể là cơm niêu cũng có nè, cơm dĩa cũng có nè. Giá trung bình là chỉ có 50.000 thôi, là một phần á, 50.000 một người. Lê Hiếu thấy rất là rẻ. Ở một cái khung cảnh ha, một cái view biển nè, cộng với đó một cái không gian rất là rộng, rất là thoáng luôn, thì Hiếu nghĩ là ít có nơi nào có được một cái chỗ như thế này với một cái mức giá hợp lý quá luôn á. Ở đây thường thì Hiếu đi với bạn á, mà bạn ở Sài Gòn hay ở nước ngoài về á, nó sẽ nói một câu là tìm cho tao một cái chỗ nào mà có biển đi để tao ngồi tao hóng mát thôi, thích hương biển thôi, thì lật lọ lại dẫn ra đây liền, tại đây rộng quá, chạy ra đâu là cũng sẽ có một cái chỗ để ngồi. Nhưng mà mọi người để ý là vào cuối tuần á, ở Ocean Coffee rất là đông, người dân Phan Thiết tràn ra đây nè, và người dân du lịch cũng đi về đây nữa, nên rất là đông. Mọi người sẽ ngày cuối tuần thì mọi người sẽ chịu khó là phục vụ nó sẽ chậm hơn đó. Còn đối với những cái ngày thường á đó, mọi người thấy không, nhân viên nhiều lắm, tới hai quầy pha chế rồi, nên mọi thứ nó rất là nhanh, gọi là có liền. Khi mà ngồi uống nước ở bên cạnh bãi biển và nghe tiếng sóng biển rì rào cộng với những cái làn gió rất là mát đó, thì Lê Hiếu cảm thấy rất là tuyệt vời ở Ocean Coffee này. Và điều mà Lê Hiếu cảm thấy thích thú nữa đó là những cái hàng dừa xanh ngát nè, cộng với những cái bãi cỏ xanh trải dài hết toàn bộ nguyên cái khu Ocean này. Ở đây thì Lê Hiếu thấy có hai quầy ha. Quầy đầu tiên là một cái quầy ở bên ngoài nè, quầy order nước bên ngoài nè, và một quầy order nước ở bên trong nữa. Đây. Đối với nước uống ở đây thì thật ra là nó cũng giống như những cái quán nước khác thôi, nó cũng không phải là đặc biệt quá, nhưng mà nó có nhiều cái sự lựa chọn để cho mọi người vừa ăn là vừa uống, hay là ngồi chơi thôi là cũng, hoặc là uống những cái trái cây bình thường á, thì ở đây nó đáp ứng hết tất cả mọi thứ. Chỉ có là quan trọng nhất là tận hưởng được cái không gian ở nơi này, tại vì hiếm mà có một cái nơi mà ở Phan Thiết nó rộng như thế này, với một cái cảnh biển chiêu như thế này cả. Và Lê Hiếu tin rằng nếu mà mọi người đến vào buổi chiều thì mọi người sẽ càng thích thú hơn, tại vì buổi chiều thì gió rất là mát luôn. Và chiều khi mà mọi người ngắm hoàng hôn thì cũng có thể chọn cái địa điểm là Ocean Coffee để có thể ngắm hoàng hôn cùng với gia đình ha. Quán cà phê được mở cửa từ 6 giờ cho đến 22 giờ trong ngày, nên mọi người đi giờ nào thì quán vẫn phục vụ cho mọi người nha. Nếu như mà để có thể nói rằng ở đây đặc biệt nhất là gì, thì Lê Hiếu xin bầu chọn đó là không gian quán ha. Một không gian biển xanh mát và có những cái cảnh thật là chill để mọi người có thể tận hưởng những cái không khí thoáng mát và hít hương biển thật là đã luôn á, thì Lê Hiếu sẽ bầu chọn cho Ocean Coffee là nhất luôn tại thành phố biển Phan Thiết. Và Lê Hiếu và Đức Anh cũng đã nghiên cứu rất là nhiều những cái món ăn cũng như là những cái quán cà phê đẹp để gửi đến mọi người, và rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Phan Thiết Phố. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.